Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán hình lớp 10 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn các chứng minh ba điểm thẳng hàng dùng bằng phương pháp chương trình của lớp 10 nha các bạn. Ba điểm ABC thẳng hàng. Thì để chứng minh thẳng hàng thì rất là nhiều cách để chứng minh thẳng hàng nha các bạn. Thì hôm nay mình xin chỉ tất cả các bạn một cái cách nữa để mà chứng minh ba điểm thẳng hàng dùng phương pháp vectơ nha các bạn. Thì người ta định nghĩa như thế này: ABC được gọi là thẳng hàng khi hai cái vectơ tùy ý được tạo bởi từ ba điểm này. Ví dụ như vectơ AB thì vectơ BC nó chỉ cần cùng phương, được chưa? Chỉ cần hai cái vectơ tùy ý được tạo bởi từ ba điểm này cùng phương thì người ta suy ra thẳng hàng. Thẳng hàng thì suy ra cùng phương thì suy ra thẳng hàng. Thì để có một cái công thức tổng quát thì người ta đã định nghĩa được rằng điều kiện cần và đủ để hai cái vectơ cùng phương á, thì là vectơ AB bằng k lần vectơ BC. K là một hệ số khác khác không nha các bạn, hệ số khác không, được chưa? Đây là cái định nghĩa nha các bạn, đây là cái định nghĩa để chứng minh ABC thẳng hàng. Thì ta chỉ cần chứng minh hai cái vectơ tùy ý của nó cùng phương. Để chứng minh cùng phương thì ta sẽ chứng minh vectơ này bằng k lần của vectơ kia, được chưa? Đó là cái cách để mà các bạn chứng minh ba điểm thẳng hàng dùng phương pháp vectơ nha các bạn. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chuyên mục về toán hình lớp 10 nha. Các bạn có vướng mắc gì các bạn hãy comment, mình sẽ trả lời lại sau nha. Bye bye.